cậu cậu ba nha, 10 căn x phần x cộng 3 căn x cộng trừ 4 trừ 4 trừ 2 căn x trừ 3 phần căn x cộng 4 cộng căn x cộng 1 phần 1 trừ căn x bằng 7 trừ 3 căn x phần căn x cộng cộng 4. Thì người ta kêu chứng minh đẳng thức. Thì đây nè, cái vế này là vế vế trái nha các bạn, đây là vế phải nha. Thì các bạn chọn cái vế nào mà nó còn rộng rãi nè, còn sơ khai nè, chưa có biến đổi nhiều nè, con này gọn rồi nên không làm được, nên mình sẽ dùng vế vế trái. Thì để giải quyết được vế trái thì các bạn nhớ nè, cái x này chính là căn căn x bình, được chưa ạ? Thì đây nè, căn x bình cộng 3 căn x trừ 4 thì đây là hằng đẳng, xin lỗi, phương trình bậc bậc 2 nha. Các bạn bấm nè, các bạn bấm giúp lợi nè, các bạn bấm nè, on mode 5 3 xuất hiện nè, 1 3 trừ 4, 1 3 trừ 4 trừ 4, thì mình một nghiệm ra là 1, một nghiệm ra trừ 4. Các bạn viết vào đây, các bạn viết nháp nha, đây là nháp nè, ra một nghiệm là 1 và một nghiệm là trừ trừ 4. Thì các bạn nhớ nè, cái phương trình này có dạng là ax bình cộng bx cộng c nè, đúng không ạ? Thì khi các bạn bấm ra được hai nghiệm, đúng không ạ? Thì các bạn nhớ là a nhân x trừ nghiệm thứ nhất nhân x trừ nghiệm thứ hai. Vậy a của mình là mấy à? 1 nha các bạn. Vậy bằng nè, 10 căn x viết lại nè, 1 nè. Nhớ đây là x thì đây là x, còn đây là căn x thì đây là căn căn x trừ nghiệm thứ nhất là trừ 1 nè. Đó. Rồi nhân căn x trừ nghiệm thứ hai là cộng cộng 4 nè. Đó, các bạn hình dung không ạ? Cái chỗ này là quan trọng nhất nha, sai là coi như xong luôn rồi đó. Đó, căn x cộng cộng 4 cộng, và ở đây là căn x trừ 1 đúng không ạ? Đó, bây giờ lại sẽ đổi hàng này lại luôn là căn x trừ 1 luôn, thì đổi vị trí thêm dấu dấu trừ đó, căn x cộng cộng 1. Các bạn cẩn thận nha, cẩn thận nha. Rồi bằng nè, vậy mẫu số chung là gì ạ? Rồi mẫu thức chung là căn x cộng 4 và căn x trừ trừ 1, căn x trừ 1 nhân căn x cộng cộng 4. Rồi thằng này không thiếu gì hết, viết lại 10 căn x trừ nè, nhớ đóng ngoặc vào đó. Các bạn nhớ dấu trừ này là của đa thức này nha. Rồi căn x cộng 4 đúng không ạ? Thiếu gì à? Căn x cộng căn x trừ 1. Đây căn x trừ 1 à, thiếu gì à? Căn x cộng cộng 4. Đó, căn x cộng cộng 4. Rồi, tới đây thì các bạn chỉ cần phân phối rút rút gọn 10 căn x nè trừ, nhớ dấu trừ này các bạn để từ từ nha. Rồi, đây nhân đây ra là 2 căn x tất cả bình nè trừ 2 căn x trừ 3 căn x cộng 3. Tiếp tục trừ nè, đây là căn x bình nè, đó, cộng 4 căn x nè, các bạn thông cảm rồi xuống dòng nha. Rồi cộng căn x cộng 4, đảo ngoặc, chia cái mẫu căn x trừ 1 căn x cộng cộng 4. Rồi các bạn rút gọn nè, 10 căn x trừ, đó, mở ngoặc nha, buông dấu ngoặc, đổi dấu nè, đó, đổi dấu. Hai này ra là trừ 5 đúng không ạ? Thành cộng 5 căn x trừ 3. Tiếp tục nè, trừ căn x bình nè, đây với đây là 5 nè, thành là trừ 5 căn x trừ 4. Rồi các bạn rút gọn nè, đó, viết lại mẫu nha, căn x trừ 1 nhân căn x cộng cộng 4 bằng nè, rút gọn nè, đây 10 nè, đây là đây với đây rút nè, đúng không ạ? Đây với đây ra trừ trừ 7 nè. Đó. Được chưa ạ? Vậy mình sẽ ra là gì ạ? À? Đây với đây là ra trừ 3, trừ 3 căn x tất cả bình nè, cộng cho 10 căn x nè, trừ trừ 7 nè. Ở đây ra là căn x trừ 1 nhân căn x cộng cộng 4. Tiếp tục ở trên đây là phương trình bậc 2, các bạn bấm máy tính nè, các bạn bấm máy tính nè, on mode 5 3 thấy chưa, trừ 3 10 trừ 7 trừ 3 10 trừ 7 bằng, thì mình ra 1 và 1 nghiệm là 7 phần 3.
và các bạn nhớ dùng lại cái kiến thức này, được chưa ạ? Vậy bằng nè trừ 3 nè x căn x nè trừ nghiệm thứ nhất là trừ 1 nè căn x nè trừ cái nghiệm thứ hai nè, cái nghiệm thứ hai của mình là 7/3 chia cho căn x trừ 1 nhân căn x cộng 4 rút nè, sau đó các bạn phân phối vào thì nó ra y chang đây, đúng không ạ? Vậy mình đúng nha các bạn. Ok không ạ?